ngồi quý vị ơi. Giờ mình sẽ đi vòng vòng một chợ đêm nha. Để coi coi chợ đêm mình có cái gì nè. Đây đó có chắc sẽ đưa cái ngang đi nha. Đi Hùng ơi. Đây bên cạnh nha là có nhà thiết kế Việt Hùng nha. Nè bớt đi Việt Hùng buồn. Đưa Việt Hùng đi chơi. Là 500 ngàn tiền Việt Nam hả? Đúng rồi đó. Trời hồn. Hai muối sầu riêng mà 500 ngàn tiền Việt Nam nó hồn. Trời ơi, mọi người, ăn hai muối sầu riêng 500 ngàn. Trời ơi, chán ngán mặt mày luôn. Trời ơi, em cầm tiền ra em đổi mà em đâu có biết cái giá trị tiền nó làm sao đâu quý vị. Trời ơi, chán ngán mặt mày luôn. Nó thối mình chưa? Chưa, nó chưa thối. Ăn hai muối sầu riêng 500 ngàn. Đưa mấy. Đưa. Là bao nhiêu? Còn nhiêu nữa? 20 bạc nữa cho nó thối lại. Đâu biết đâu, nói nhiều đưa nhiều à. Nhiều lúc cầm tiền nhiều vậy chứ không biết cầm tiền đâu. Trời ơi. Chắc không dám ăn nữa hả? Nhìn không một mình nhìn. Chắc cất quá. Thôi ăn đi, ăn đi. Mà sao nó mắc dữ vậy? Sầu riêng mỏng thon. Mỏng thon. Sầu riêng mỏng thon kìa. Ăn thử đi, chị ăn thử đi cho biết. Em cầm cho chị. Riêng không dám ăn luôn á trời. Cầm mấy bình đó đi. Ăn không dám đi luôn. Ôi bây giờ em mới phát hiện là sầu riêng nó lan mắt lắm nha mọi người. Đến mấy lần không có thời gian ăn. Nhưng mà làm sao mình biết là sầu riêng này là sầu riêng mon thon được? Mon thon là nó to nhưng mà hột nó lép. Tôi bán sầu riêng dữ lắm mà tôi giật ra. Ôi nó cứng nè mọi người. Ủa nó cứng hết nè. Ở Thái Lan ăn sầu riêng là phải cứng cứng nha mọi người. Còn sống mọi người người ta mới thích ăn. Chín rồi lại không thích ăn. Ăn này là kiểu của Thái. Người Việt Nam mình lại thích ăn cái kiểu kia. Ngon. Béo không? Cái nữa mày biết. Ăn thử không? Dạ. Tôi ăn cảm giác là sầu riêng Việt Nam ngon hơn á. Alo. Chát gì không? Uống nước sầu riêng đi em không? Em đang đứng ở ngoài nè chứ đâu có bàn đâu mà lên, khoảng 1 tiếng nữa mới có bàn. Hai miếng sầu riêng này là 500 ngàn, có nghĩa là mọi người nè, biết nhiêu không? Đứng ở sau lưng nghe chỗ bán sầu riêng nè. Hai miếng sầu riêng này có nghĩa là 25 đô quý vị, có hai muối thôi nhưng mà 25 đô nha bà con. Có nghĩa là ăn cho biết thôi, hết hồn chưa? Ăn hồn? Dạ. Cứ đứng. Cái này đi, chị ăn cái miếng mềm này đi. Mắc chứ, ở bên này nó vậy mà. Sao mắc quá à, diện trái nhiêu tiền trời? Một trái 1.700 gì đó. Nè, đây ngon. Hôm nay cái nhà có hẹn mấy tráng sĩ đi ra chợ đêm. Nhưng mà mấy tháng sĩ chưa ra thôi, mình thưởng thức cái sầu riêng trước đi. Này ngon hơn chút nè. Thì cái này là do người Việt Nam mình ăn thích ăn mềm hơn. Còn người Thái thì người ta ăn thích ăn cứng. Thích ăn hơi cứng tại vì họ hay tiểu đường á. Họ bị tiểu đường á nên là họ ăn cái độ đường nó ít lại chút. Nó ăn hơi sực sực chứ họ ghét dính tay lắm. Họ thích dính tay.
được. Nè, tôi mới mua có 2 muối sầu riêng à, mà trị giá 25 đô. Để dành cho Leon muối cho mọi người ăn hết trơn rồi. Trị giá 25 đô. Tối 2 muối 25 đô thiệt. Ăn không? Nghe đâu. Mấy nước chạy chiếc xe không đi qua. Thôi bây giờ là đợi nó đến thì mua cho ăn. Trời ơi, nói cho nè. Bây giờ cái phần dưới này nó tê chứ không có đá vậy. Rẻ hơn, cũng bằng anh tôi nãy đó. Vậy cái này là sao mà
Không, cái bên bên mình mới này ăn ngon hơn. Ủa, một hộp này là cũng 250 đồng hả? Còn bố thôi đó. Cái này. Ham mà. Đặc biệt có một cái là khi mình uống xong mình không có cần phải dùng cái muỗng mình nào, mình nắm cái tay mình giật nó ra luôn. Cái gì? Có đứng mình coi không? Cái này là người ta nướng sẵn rồi. Mày con kho mà đang ăn hay lời à không? Công nhận sầu riêng đây ăn mắc nha mọi người. Mắc mà ăn thấy cũng được thôi, tại vì nó mắc quá mình ăn mình thấy. Hello. Sầu riêng đây á. Chết cha do trước khi uống ăn miếng cơm, miếng cơm miếng ngọt quá giờ uống có vị không này hại tôi phải không? Uống lại lần nữa không là ăn miếng mít xong rồi uống cái đó đúng rồi, mà uống lại lần nữa nó ngọt chấp chấp bát hỏa thơm 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 lắm đúng không? Chà thế em mới có vị chứ chân hả? Ủa tính tiền xong hết chưa? Tính tiền rồi em không biết đâu không biết chúng ta mít mới nãy vị mít nhiêu tiền vậy đi anh? 35 ngàn. Lấy cái ghế ra em leo lên nhảy cho chị vừa lòng chị rồi, đi về đi lại mua bộ đồ ngủ nữa. Mày phải mua đồ ngủ nữa nhưng mà chị có phải tiết tiền cho em không? Không cần luôn chơi
mà phải có bữa cái ba nhạc cà nay cà nay bây giờ vô bán nó khó quá sao giờ. Thì đó bởi vậy em vô cà hãy cho chị coi cũng được. Xôi xôi được rồi. À đây là món gì vậy em? Cái này là trái cây ngọc đường, giống như kẹo hồ lô vậy chị. Ủa cái này ăn ngọt lắm phải không? Cái này có xôi xôi nè, cái này là đặc sản nè. Đây là xôi xoài các bà con. Rồi con gái ăn màu hồng, con trai ăn màu trắng, bây giờ em màu tím. Thấy không, màu tím hết gần hết rồi hết chưa? Màu tím gần hết rồi nè, thấy không? Thỏ là ở đây bây giờ nhiều không? Con gái thì ít nè, con gái thì ít luôn á. Con gái nó màu hồng, màu hồng, hồng màu hồng sao màu, mấy cưng ra màu tím vậy? Không, màu hồng là con gái ăn màu hồng, còn con trai là màu trắng, còn bây giờ là màu tím. Mà đây là màu tím gần hết luôn, có nghĩa là khu này bây giờ rất nhiều. Giống như người ấy là ai bữa xa cũng lên nó ăn màu tím. Em khai sao bữa người ấy là ai mà không lên mạng màu tím mà mạng màu khác vậy Phật? Thấy ông này lên sống với chồng côn trùng nè. Côn trùng hả Thảo? Có ai dám ăn không? Tôi mua cho. Ăn nha, em ăn nha. Ăn ứng sâu. Anh ý, phần này tặng thuê 30 khả, phần này tặng thuê 20. Đó là dễ đúng không? Một phần như vậy nè. À là 30 bạc cái phần này, còn cái này anh ấy thế này 20 hả? Cái này 50. Cái này đông đông trùng hả? Thôi. Con này mắc hơn hả? À? Cái này 30. Cái này 30, cái này 50. Cái nào 50? Cái này 50 hả? Mình lấy một ít hết. Mày lại giống như con đun dừa quá vậy. Mỗi một phần một chén vậy nè. Không, chén nhiều quá, kêu nó lấy nhiều quá. Lấy ao đừng mix nó. Để nó mix vô đi. Tôi muốn ăn mẹ qua có thường ngày mấy? Coi nó là 12 bạc thịt cẩm. Ok, 100 bạc hết luôn. Rồi, 100 bạc đi. Ủa cái này ăn được hả? Được chứ. Trời ơi. Con không? Còn. Thì con. Ngon thiệt. Không, cái con này tôi biết ăn nè. Còn có con này ghê quá hả? Con dế là con cà cuốn, con này con cà cuốn. À. Con dế. Con này dế nè, dế bắp nè, con này dế châu chấu, con đó châu chấu. Con này dế. Trời ơi, ghê quá hả? Sao tự nhiên mình ra đây mình làm gà vậy trời, mình làm thú vật vậy trời. Ăn con trùng hả Thảo? Đó, người ta mới xịt vô. Xịt cho nó sát trùng hả? Không, xịt cái nước. Cái này là đồ tưới cây á nha. Ừ. Thuốc gì sâu. Xịt thuốc gì sâu. Thì có ghê lắm luôn á trời. Đã xếp. Ê, cái con này con gì vậy? Con cà cuốn. Cái con dế bắp á. Ghê quá à. Rồi, để tôi trả tiền cho. Đây. Lột cộng dây thun này đi. Dỡ cộng dây thun ra luôn đi chị. Không, nó giữ nghe nó vậy đó. Chồng nó còn tháo vô thun mà không chịu tiền bạc. Chồng nó còn buộc vô thun, khi nào xài nó tháo vô thun nào thôi. Ăn thử đi. Ăn thử. Bây giờ là Leon có xích con đun dừa. Con dừa em ăn con à, con sâu bọ. Con này con gì? Em ăn con gián nha. Con sâu. Con này đâu con gián, này con dế bắp. Con dế hả? Đây này là con dế cơm nè. Con dế đựng gián. Con dưới là con sâu. Mình dở bàn thờ lên nó ưa kiểu chít 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 á. À đúng rồi. Còn con dế kêu ê. Đúng không? Cơm quá. Để tôi ăn thử rồi nha. Ngon không? Ê, đâu giống. Thấy ngon nha. Giống như nì lông thôi chứ có mẹ gì đâu. Này cũng dế. Nó là ấy vậy thôi, nó chiên nó bậy bọng ở trong rồi. Nhưng mà dai giống như nì lông vậy thôi à. Không. Ăn như nhai nì lông vậy đó nghe. Ngon. Ngon ha. Ăn được mà, có gì đâu, bình thường. Ăn thì chị ăn đại một miếng đi. Bự luôn. Tưởng tượng như mình đang nhai con gián đi. Bây giờ mạnh dạn vô, xăm vô. Giờ mạnh dạn ăn tới con sâu nha. Con sâu. Nè bà quay cho coi. Con này là con đun dừa, nhớ anh dừa đó. Con này là con nhộng tầm. Phải đun dừa. Nhộng. Ê, con sâu ngon nha. Ờ. Ê, có con sâu ngon. Đâu được rồi, con gì? Nè, con sâu lại ngon. Nè, con sâu nè quý vị, ngon. Béo hả? Chết mẹ ghiền rồi. Ngon mà. Em ăn mẹ con châu chấu coi. Thế con châu chấu cái gì con giống mẹ ngon nha. Đưa con ra con gì mà châu chấu đá xe là con nào? Châu chấu là con nào kìa? Với mẹ. Con châu chấu đá xe. Cái cha mọi người ơi. Bây giờ nghe mạnh dạng là nghe ăn cái con bự và bá luôn rồi. Không mà con bự. Con này con gì vậy? Dế, dế bắp. Dế bắp luôn hả? Dế, dế là dế. Ngon lắm. Cho tôi đi. Con dế nè. Con chấu nè. Con chấu nè anh và anh đi không? Chết mẹ. Tôi ăn con này có trứng hay sao á? Ngon mà. Nó phọc trứng ra. Ừ. Trứng này là
ra đây cả tiếng đồng hồ ra nó đãi đồ toàn là côn trùng giống như vậy. Trời ơi. Mình là gà là gà ăn được cao lương mỹ vị nó đãi côn trùng. Đãi ăn côn trùng không ạ? Mà ngon chứ bộ. Phim ma Thái Lan mà. Phim ma Thái Lan mà đang côn trùng là ăn này nó nấu rồi nó mới dám nhai mạnh miệng vậy đó. Ngày mai là tiệc, ngày mai là lễ mà. Ngày mai chưa đâu, ngày mốt mới giữ. Không, ngày mai em đại diện Việt Nam đi bắn nước rồi. À vậy ok. Ngày mai không bắn rồi đâu. Bắn nữa. Ngày mai mình đi bắn nước đúng không? Rồi tôi đi theo đoàn qua Nam Dương Việt Nam rồi đại diện mà về còn nói chuyện với tổ quốc rồi này kia chứ. Ê, thôi, ê, ha, từ lúc học từ không biết ăn bây giờ ăn kiền luôn á. Nó ngon mà. Nó ngon mà. Công nhận đi Nga đi giữa mà bốn trai đẹp đi xung quanh. Trời ơi, chị đau qua lắm em, đi đâu cũng trai theo hết trơn á. Mà trai không có xài được không ạ? Có hai chai Việt, hai chai Thái hả? Bà biết sao trai xài không được không? Ai mà đem về bà cuộc chơi thu nội nào dám lấy bà. Canada đi hát Euro, đi hát bên Anh rồi đó, đó để dành à. Giờ có lợi dễ sợ nha, mấy tiền này về đổi giá dễ sợ luôn. Nè. Về tiền này về Việt Nam có giá. Có giá dễ sợ luôn. Nè để dành. Móc ra móc. Mà nhớ luôn á. I want you to sex up. Sex up à? Yeah, you want me or her? Oh, no, sex up. Oh my God. Đúng rồi, cái lá đó mới ngon.
nè mọi người. Đây mọi người ơi, đây là cái nhà hàng bán chương trình hải sản nha. Có tôm, có sầu huyết rồi đó. Ốc các kiểu rất là ngon nha mọi người. Ladies and gentlemen, boys and girls, we are here to present DJ Wonderweight. Yeah.